Thành đoàn Biên Hòa phối hợp với đoàn chi cục thuế thành phố Biên Hòa tổ chức tặng quà cho học sinh tại các lớp học tình thương ở các phường Tam Hiệp, Quyết Thắng, Bửu Hòa, Tân Hòa, Long Bình, Hóa An. Có 500 suất quà trị giá hơn 100.000 đồng một suất được gửi tới các em học sinh, thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần chăm lo để các em có điều kiện đón một mùa trung thu vui vẻ, đầm ấm và động viên các em vượt khó vươn lên trong học tập. Tổng kinh phí trao quà đợt này là gần 50 triệu đồng.